Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ cho các bạn là cách làm mứt dừa non từ sữa tươi để mứt trắng, mềm và để không có bị chảy nước. Để làm được món mứt này thì ở đây mình chuẩn bị là 1 kg cơm dừa. Phần này thì mình gọt hết cái màng màu vàng vàng bên lớp ngoài ra hết rồi. Dừa thì các bạn chọn đừng có cho già quá, vì già quá thì mình ăn nó có độ sáp, nó nhám đó các bạn. Dừa còn non thì mình ăn nó có cái độ dẻo, mềm. Bây giờ mình sẽ đi bào sợi cái phần cơm dừa này. Rồi trước khi bào sợi thì bây giờ mình chuẩn bị là 1 thau nước nè các bạn. Ở đây thì mình dùng là 3 lít nước. Cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối. Và mình dắt vào đây là 1 trái chanh. Để khi mình bào cơm dừa thì mình cho vào đây nó không có bị thâm đen. Cái miếng dừa mà nó có cái độ cứng thì các bạn dùng là cái dao bào vỏ này nè. Mình bào thì nó được cái sợi dài hơn. Những miếng nào mà nó non hoặc là nó nhỏ quá mình bào không được đó thì mình dùng dao mình sắc. Như là cái miếng này là nó non quá nè, cho nên là mình sẽ dùng dao mình sắc mỏng. Rồi sau khi mình đã sắc xong hết rồi, bây giờ mình sẽ đem đi mình rửa cho thật sạch. Rồi phần này thì mình rửa mình bóp nhẹ thôi, cho nó ra hết cái chất đục luôn á các bạn. Các bạn rửa cho mình khoảng là 4-5 nước luôn ha. Mình rửa đến khi nào mà cái nước này nó trong lại là được đó các bạn. Mình rửa không sạch á thì mình để lâu á, ăn nó bị gắt dầu, nó bị hôi dầu. Thì phần này mình chịu khó mình rửa cho thật sạch á thì mứt dừa mình mới để lâu được. Sau khi mình đã rửa sạch xong hết rồi nè, bây giờ mình để vô cái rổ cho nó ráo nước ha. Do ở đây là tới 1 kg cơm dừa lận đó, cho nên là phần này thì mình chia ra 2 cái rổ nè, mình để bên banh ra cho nó nhanh ráo nước. Phần này thì mình để khoảng là 3 hoặc là 5 phút thôi. Rồi mứt dừa mình đã để cho nó ráo nước khoảng 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho vào trong cái thau. Thì đối với là 1 kg cơm dừa thì các bạn dùng cho mình là 450g đường cát hoặc là 500. Còn nếu như ít nữa là các bạn dùng cho mình là 400 ha. Nếu như các bạn mà làm ít đường thì mình sên lên nó không có đóng phấn. Còn mình làm mà nhiều đường thì nó phí lắm các bạn. Cho nên là 1 kg cơm dừa thì các bạn lường cho mình là 450g đường cát là nó chuẩn đó các bạn. Phần này thì mình trộn đều lên và để ướp khoảng là 3 hoặc là 4 giờ. Khi nào mà đường nó tan hết là mình đem đi mình sên. Rồi phần này mình để được có khoảng là 4 giờ đó các bạn. Lúc này là cái đường nó tan ra hết rồi nè. Phần cơm dừa là nó cũng trong lại nữa. Bây giờ mình đem đi mình sên được rồi. 1 kg cơm dừa thì mình sên thì nó rất là khó. Cho nên là mình sẽ chia ra 2 lần mình sên nha các bạn. Mình sên một nửa thôi, còn một nửa là mình sên sau. Cho vào đây là 1 ít xíu muối, khoảng là bằng 2 hạt đậu trắng đó. Bây giờ là cái lượng nước nó còn nhiều nè các bạn. Các bạn dùng đũa các bạn dàn đều ra. Phần này thì mình nấu với mức lửa lớn ha. Khi nào mà nó cạn sệt xuống thì mình mới cho phần sữa tươi vào đây. 1 kg cơm dừa là mình dùng là 1 bịch sữa tươi là 220ml. Mình nấu được một lát là cái phần nước này nó cạn xuống rồi nè các bạn. Đó, lúc này nó cạn hơi sạch xuống rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho phần sữa tươi vào đây ha. Rồi, sữa tươi mình cho vào đây là mình cho cũng một nửa luôn. Thì 500g cơm dừa là mình cho một nửa sữa tươi là 110ml. Còn nếu như các bạn mà dùng sữa đặc thì các bạn dùng là 2 muỗng canh thôi.
Sữa các bạn dùng nhiều quá thì các bạn sên cái mứt lên nó có cái màu ngà ngà, nó không có được đẹp. Và lúc này á, là mình cũng để với mức lửa lớn luôn. Khi nào mà cái nước này nó rút cạn xuống hết rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ giảm mức lửa nhỏ xuống. Cũng đừng có nhỏ mấy nha các bạn, nhỏ quá thì mình sên nó rất là lâu. Rồi khi nào mà cảm thấy nó hơi rít tai rồi đó các bạn, và xung quanh cái chảo mình sên đó nó có nổ phấn hơi hơi lên rồi, bây giờ mình sẽ cho với mức lửa nhỏ tuyệt đối ha. Và lúc này thì các bạn chịu khó là mình sên liên tục, mình không có được nghỉ tay. Khi nào mà các bạn cảm thấy mỏi tay quá mình sên không nổi luôn đó thì các bạn phải tắt bếp ha. Lúc này mà các bạn không tắt bếp là các bạn nghỉ tay là nó khét đó. Lúc này các bạn thấy là nó có cái độ phấn bung lên rồi nè các bạn. Nó bung lên khoảng là 50% rồi đó. Rồi lúc này thì mình tắt bếp hẳn luôn các bạn. Và mình tiếp tục mình dùng đũa mình đảo cho tơi cái phần này lên là nó tự động nó khô, nó bông phấn lên rồi các bạn. Các bạn đừng có để bếp mà mình đảo sốt ha. Sau khi mà mình đảo một hồi nó tơi lên hết rồi nè, nó bung khoắn lên hoàn toàn hết rồi đó các bạn. Nhưng mà còn chưa được đâu các bạn. Bây giờ tiếp tục là các bạn mở bếp lên và mình để với mức lửa nhỏ nhất ha. Và mình tiếp tục mình sên nữa, mình sên đến khi nào cho nó khô ráo hoàn toàn luôn, khoảng là 5-6 phút nữa. Thì mức vừa mình nó khô hoàn toàn trên bếp luôn đó, là mình để nó không có bị chảy nước nè. Khi mình sên xong nè, mứt mình nó áo đầy một lớp phấn trắng luôn. Nhưng mà cái lớp đường phía dưới nó cũng dư ra không có nhiều đâu các bạn. Nếu như các bạn mà làm cái lượng đường nhiều quá thì các bạn thấy một lớp đường nó đóng dưới quá trời luôn thì nó phí lắm. Mứt dừa nó trắng bông lên luôn nè. Phần này thì mình sẽ gấp ra đĩa một ít cho các bạn xem. Đó, mứt dừa nó trắng tinh luôn ha. Và cái lớp phấn trắng nó cũng áo đều cái sợi mứt dừa hết nè. Phần này á, khi nó nguội thì các bạn cho vào bọc hoặc là keo lọ gì đó, mình đậy kín lại, mình sẽ bảo quản được khoảng 1 tháng luôn. Mứt dừa là hoàn toàn không có bị chảy nước nè, và nó cũng không có bị gắt dầu nữa. Mứt dừa mình ăn lên á, thì nó có độ béo, ngọt, dẻo, mềm, nó không có bị cứng. Thì nay cũng gần Tết rồi, các bạn làm các bạn để dành ăn cũng được rồi đó các bạn. Ở đây thì mình sẽ cho vào trong những cái bọc ni lông nè, mình cột kín lại. Phần này thì mình bảo quản được 1 tháng luôn, mứt dừa không có bị chảy nước và cũng không có bị gắt dầu nữa. 1 kg cơm dừa là mình làm ra được là 700 g mứt dừa thành phẩm. Rồi như vậy là video của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.